Cảm ơn quý vị đã chờ đợi và đón xem chương trình SBTN Washington DC. Và sau đây là phần phỏng vấn đặc biệt với các thành viên bút nhóm Lửa Việt tìm hiểu về hội thiện nguyện Francisco Răng Súng do Destiny thực hiện. Xin mời quý vị theo dõi. Destiny xin kính chào quý vị nhân dịp chuyến công tác của chúng tôi về Nam California. Và hiện giờ chúng tôi đang có mặt tại văn phòng nha sĩ và có gặp gỡ một số thành viên trong nhóm thiện nguyện Francisco Răng Súng. Chúng ta nghe cái tên Francisco Răng Súng rất là ngộ nghĩnh. Vậy thì Destiny sẽ hỏi một trong số thành viên trong đây cho chúng ta biết lý do vì sao có cái tên này để đặt cho nhóm. Xin Linh Mục Nguyễn Hoài Trương cho Destiny biết. Dạ vâng. Dạ chào chị. Xin chào quý vị trong đài SPTN. Tôi Linh Mục Nguyễn Hoài Trương trong Don Bosco. Cậu là một thành viên của nhóm Francisco Răng Súng. Cái tên Francisco Răng Súng lấy từ cái tinh thần của Thánh Francisco, tinh thần của Đức Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận và tinh thần của Đức Thánh Cha Francisco người đang coi giáo hội ngày hôm nay. Và trong ba tinh thần đó là tinh thần anh em chúng tôi là và quen biết các chị nha sĩ chị Chi, chị Bích và anh Tuấn là những người đã cộng tác với chúng tôi trong hơn 10 năm qua. Vậy thì chị Bích, chị có thể cho Destiny biết là cái mục đích của cái nhóm mình là gì và nhóm mình đã được thành lập từ khi nào hả chị? Nhóm của chúng tôi thành lập cũng 10 năm, gồm các anh chị em của trong gia đình. Và chúng tôi có đồng hành với Project Việt Nam và Lửa Việt về những vùng sâu, vùng xa Việt Nam. Và mang cái sự chuyên môn của chúng tôi là chăm sóc răng miệng cho các trẻ em nghèo. Tất cả vấn đề nha khoa cho các trẻ em nghèo. Rồi từ đó thấy nhu cầu của các trẻ em nghèo gồm có các trẻ em nghèo, sức khỏe của các trẻ em nghèo và gia đình của các trẻ em nghèo, rồi trường học của các trẻ em nghèo. Thành ra chúng tôi vẫn đi hàng năm để với sự trợ giúp của Lửa Việt và Project Việt Nam, và chúng tôi đã mang cái chuyên môn của chúng tôi về Việt Nam hàng năm. Anh Tuấn có thể cho Destiny biết là cái nơi nào trên quê hương Việt Nam mà nhóm đã đặt chân tới? Và trong cái khoảng thời gian đó thì chúng ta đã làm được những gì ở Việt Nam ha? Cảm ơn đã hỏi cái câu này. Và như cái hành trình của chúng tôi là đi cùng với lại Lửa Việt và Project Việt Nam. Chúng tôi đã về quê hương Việt Nam trong vòng 10 năm qua. Chúng tôi đi từ Bắc chí Nam, từ cái chỗ xa xôi nhất ở ngoài Bắc, lên tới Bắc Cạn, leo lên trên núi ở Bắc Cạn, đi vô những cái con đường làng ở Bắc Cạn, và đi xuống vào miền Trung, đi qua biên giới, giữa biên giới của miền Trung ở tỉnh Nghệ An với lại Lào. Rồi chúng tôi xuôi về miền Nam, chúng tôi đi tới Củ Chi, chúng tôi đi xuống Vĩnh Long, chúng tôi đi xuống Rạch Giá, chúng tôi ghé qua Bến Tre, chúng tôi trở về Đồng Tháp. Tất cả những cái thành phố, những cái xóm làng nghèo thì chúng tôi tới đó và có một mục đích duy nhất là để chúng tôi giúp những cái người ở Việt Nam còn kém may mắn hơn mình. Destiny vừa nghe anh Tuấn nói về nhóm Lửa Việt, vậy thì cha Linh Mục Nguyễn Hoài Trương có thể cho Destiny biết là một chút xíu về nhóm Lửa Việt hay không? Dạ vâng. Dạ thưa chị, nhóm Lửa Việt sinh hoạt trong cộng đồng Việt Nam, nhất là vùng Đông Bắc là hơn 31 năm qua. Thế nhưng mà trong 20 năm qua thì nhóm cộng tác Red Project Việt Nam và những tổ chức khác đi đồng hành về giúp người Phong, dép đôi dép cho người Phong, những chương trình từ thiện. Và hơn trong 10 năm qua biết được nhóm Dental, nhóm thành ra trong sự hành trình đó là anh em liên kết với nhau, làm việc chung với nhau. Vậy thì cái công việc này chắc chắn là rất là khó khăn, tại vì mình sẽ di chuyển những cái dụng cụ đó về Việt Nam thì không phải dễ. Vậy thì chị Chi có thể cho em biết là cái ngân khoản mà mình khi mà mình đi về Việt Nam như vậy thì mình sẽ có gặp cái khó khăn gì, hoặc là về vận chuyển, hay là mình đã đem được gì về Việt Nam để làm những công việc này thưa chị? Dạ thì nói thật thì chúng tôi là nha sĩ thì chỉ có biết cái vấn đề chuyên môn thôi. Tất cả những cái tài chánh với lại những cái chi phí là anh chị em trong gia đình là tài trợ với nhau hết. Thì anh Tuấn là cái người là anh là coi như thủ quỹ, thì tất cả những cái gì thì anh chị có thể hỏi anh Tuấn. Tôi xin có một lời tiếp theo lời của chị Chi. Thì về cái vấn đề chi phí đó, mỗi năm chúng tôi về Việt Nam á, chúng tôi làm cho khoảng được trên dưới 1.000 trẻ em trong vòng một tuần.
Và một trẻ em đó thì cái chi phí cho một trẻ em đó đó khoảng chừng 10 đồng. Và ngoại trừ ra cái vấn đề đó là cái vấn đề chi phí trực tiếp thì còn cái những cái vấn đề về dụng cụ. Thì dụng cụ với lại tất cả những máy móc chúng tôi mang theo thì cái đó tính trung bình ra đó là một năm chi phí về vấn đề đó là khoảng chừng 2 cho tới 4 ngàn tùy theo cái năm nào mình làm được nhiều hay được ít. Vậy thì anh thể có thể cho Destiny biết thêm là cái thành quả 10 năm nay chúng ta làm được những gì hay không anh? Thì trong vòng 10 năm rồi đó, trung bình mỗi năm á, năm đầu tiên thì tụi tôi chưa có, 10 năm về trước thì tụi tôi chưa có cái kinh nghiệm mà làm ở trong những cái nơi vùng sâu vùng xa. Cho nên cái năm đầu tiên đó chúng tôi làm được chỉ có 650 em thôi. Nhưng mà sau đó thì tụi tôi về, tụi tôi cố gắng nghiên cứu và tụi tôi đã thành lập được một cái hệ thống cho chúng tôi có thể đi vào những cái vùng sâu vùng xa, nơi mà không có điện, không có nước. Chúng tôi vẫn có thể chúng tôi làm và cái chất lượng của cái chám răng nó ngang với lại cái chất lượng của chám răng ngay tại phòng mạch của chúng tôi. Dù là chúng tôi làm ở trong vùng sâu vùng xa. Tại vì nếu mà chúng tôi về Việt Nam chúng tôi làm thì những cái em đó ở trong vùng sâu vùng xa không bao giờ mà có cái cơ hội nào mà có thể được gặp được một cái người nha sĩ như là nha sĩ ở bên Mỹ chúng tôi về. Cho nên khi chúng tôi về đó chúng tôi làm một cái chám răng thì cái chám răng đó sẽ last cho cái em đó 20 năm để cho nó có cơ hội nó ăn, nó nhai. Và cái đó là cái thành quả mà chúng tôi nghĩ là chúng tôi đã thu thập được. Nhưng mà khi mà nói về thành quả thì chúng tôi phải nói là càng khi mỗi năm chúng tôi đi thì chúng tôi thấy cái nhu cầu về răng miệng của mấy em nó quá nhiều đi. Trong một cái môi trường làm việc như vậy thì dĩ nhiên là mình không có đủ những cái dụng cụ như mình ở bên Mỹ này. Nhưng vậy thì nhóm phải làm sao để bảo đảm cái vệ sinh khi mà làm việc vậy, Linh Mục Nguyễn Hoài Trương? Dạ, thưa chị, cái điều quan trọng nhất mà tôi chỉ nói ra mà tôi nghĩ là anh Tuấn sẽ là cái người rõ ràng hơn, biết nhiều hơn. Tức là cái khả năng theo giống như chị Chi với chị biết cũng giống như anh chị trong. Tức là đưa cái chuyên môn của mình và tất cả những dụng cụ của mình về. Thành ra cái chi tiết tôi sẽ nhường lại cho anh Tuấn đưa để trình bày cái sự chuẩn bị cho một người trám răng, một người nhổ răng như thế nào thì anh Tuấn sẽ rõ ràng hơn. Về vấn đề tiếng Mỹ gọi là infection control, về vấn đề vệ sinh đó, thì chúng tôi coi cái vấn đề này là cái priority number one, cái việc rất là quan trọng. Tại vì theo chúng tôi đó, nếu mà chúng tôi để cho có một em bị lây bệnh thôi thì cái công việc làm của chúng tôi đó nó trở thành vô nghĩa. Cho nên là chúng tôi có một cái hệ thống học theo được của lực lượng đặc biệt của Mỹ để khử trùng tuyệt đối tất cả những dụng cụ mà tất cả các nha sĩ đã làm cho các em. Cho nên cái vấn đề mà infection control của chúng tôi đó chúng tôi đặt vào hàng đầu. Thì ở tâm tình đó thì là chúng tôi mời gọi những ai, những nha sĩ, bất cứ một người nào muốn đi với công tác y tế thì liên lạc qua chị Bích, chị Chi hay là Linh Mục, là tôi. Ngược lại, những ai muốn giúp đỡ thì thật sự ngày 21 tháng 2 này ở anh em cũng cố gắng với sự trợ giúp của Linh Ca, một số các anh chị em Linh Mục, thì chúng tôi sẽ tổ chức một chương trình gây quỹ mang tiếng đối với người Công giáo. Năm nay là năm Thánh, là năm của lòng thương xót. Thành là anh em trong Francisco răng xuống mới quyết định tổ chức chương trình gala là gala Merciful, là xót thương. Thành ra đó là một cái dịp mà cũng có thể cộng tác và liên lạc với chúng tôi để giúp đỡ, đồng hành với chúng tôi trong công việc này, thưa chị. Sau cuộc nói chuyện với các thành viên trong nhóm thì Destiny phải nói là rất là ngạc nhiên vì ngoài cái tâm tình của cái thiện chí của anh em đi về Việt Nam để giúp những người có bệnh về răng, thì không những về răng mà như Linh Mục Nguyễn Hoài Trương nói là chúng ta làm từ thiện từ trái tim mình, cho nên là gặp gì thì sẽ giúp nấy. Thì Destiny mong rằng quý khán thính giả của đài SBTN có thể hỗ trợ cho nhóm Francisco răng súng với cái chương trình Linh Mục nói là xót thương. Dạ vâng, gala Merciful xót thương. Dạ vào ngày 21. 21 tháng 2 này thì. Dạ vào ngày 21 tháng 2 năm 2016. Destiny xin kính chào quý vị.
Kính thưa quý vị, chương trình SPTN Washington DC hôm nay xin được chấm dứt và cảm ơn quý vị đã theo dõi. Kính chúc quý vị một buổi tối vui tươi, an lành và hạnh phúc. Minh Thúy xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát hình lần tới. Warehouse sale tại Telechon tưng bừng hấp dẫn, tiếp tục đại hạ giá đến 80% off trong suốt tuần này. Đủ inox đại hàng 5 đôi 2 đồng, nồi kho tổ 3 đồng, ghế thang xếp 4 đồng, nồi gang 6 đồng, máy xay hành tỏi 8 đồng, lò gas portable 10 đồng, máy xay tiêu 10 đồng, spin mop lau nhà 20 đồng, DVD player 25 đồng, chảo 3D đại hàng, nồi thủy tinh cao cấp của Pháp, nồi cơm điện làm tại Nhật 15% off, ghế massage Inada làm tại Nhật tốt nhất thế giới chỉ có tại Telechon 8.799 đồng, trả góp không tiền lời, tặng quà trị giá 600 đồng. Sony SBR 4K Smart TV 55 inch 1098 đồng. Sony SBR 4K 65 inch siêu mỏng 2298 đồng. Nệm Grandbed Tempur-Pedic, loa Bose Karaoke, Helmet Sona, nệm Magniflex 100% Italy, furniture làm tại Ý 35% off tặng TV, ghế massage Cozia soft bóp kiểu Thái, bấm huyệt lòng bàn chân chỉ từ 2999 đồng. Máy rung tăng mỡ giảm cân bớt 1500 đồng tặng quà đặc biệt. Telechon 703-237-8999. Phải làm sao khi người thân ở ngoài nước Mỹ bị bệnh nặng mà không biết đi bác sĩ nào để chữa trị cho đúng? Phải làm sao khi người thân đã chạy chữa lâu ngày ở Úc, Canada hay Việt Nam mà không khỏi bệnh? Giờ đây đã có TopVice, dịch vụ kiểm tra chẩn đoán bệnh online, giúp chẩn đoán bệnh thêm một lần nữa với các bác sĩ rất có uy tín ở Mỹ. Đơn giản như 1, 2, 3. Tất cả bạn chỉ cần làm là 1. Lên mạng gửi hồ sơ bệnh của bệnh nhân vào website. 2. Bác sĩ của TopVice sẽ xem xét bệnh án trong hồ sơ gửi tới. Nếu cần phải xét nghiệm thêm, chúng tôi sẽ giúp người bệnh làm hẹn xét nghiệm với các cơ sở y tế liên quan. 3. Sau khi đã thu thập đầy đủ các dữ kiện cần thiết, các bác sĩ của TopVice sẽ đưa ra chẩn đoán và phương pháp điều trị hợp lý nhất, đơn giản và hiệu quả. TopVice mang nền y khoa hàng đầu thế giới đến trong tầm tay. Xin lưu ý, chương trình TopVice chỉ dành cho bệnh nhân không phải cư dân ở Mỹ. Trung tâm WeCare chăm sóc sức khỏe tại gia của người Việt phục vụ người Việt. Yes, WeCare chăm sóc sức khỏe tại gia cho quý vị cao niên có Medicare, Medicaid, chăm sóc người bị bệnh đi lại khó khăn hay khuyết tật. Nhân viên của WeCare phục vụ chăm chỉ, tận tâm và chu đáo. Trung tâm WeCare cung cấp dịch vụ tại vùng Hoa Thịnh Đốn và phụ cận. Nếu quý vị cao niên đang nằm trong bệnh viện và muốn được nhân viên chăm sóc tại tư gia sau khi xuất viện, xin liên lạc WeCare trước khi xuất viện để được hướng dẫn thủ tục. Mọi chi tiết xin liên lạc với Quỳnh Châu số 703-879-3750.